something is right here. Okay. Trên đấy. Ê, lại xuống rồi kìa. Thôi, chắc phải để tối này chỉnh lại. Nhưng mà nó mượt hình nãy. Quay cái đi. Đi xin có thể nó gánh sớm đó. Không chết cậu nó. Sao Lee Sin nó cứng vậy ta? Bắn vậy mà không xin nhê ta. Có mẹ hai bùa. Chết. Ôi, không đà xin luôn kìa. Vãi các không đà xin luôn kìa. Rồi, tính được acid cái là lấy hai bùa rồi, mình ít tiền tí cũng được. Cái gì chút đồ thua cá sấu. Ôi chút đồ cái mấy chỉ mày đái. Ôi có chút đồ cá sấu đó, sao lại chút đồ trời. Sao lúc cái gì đó lại chút đồ. Chết luôn đi. Ây da, hộ thể. Tông nó kìa, tông nó kìa. Nó núp cho anh. Hết rồi, hết rồi. Rồi ra đi. Ê, quỷ Lee Sin nó hộ thể, tôi rip bắn chết cậu rồi. Cay nhờ. Ôi, Z này nó ghê lắm. Một cái giáp vô cho đỡ bị nó xin giáp. Giá này nó xanh quá. Mình Lee Sin nó gan quả chí. Ê, nó chưa về kìa. Lên giết cái con quỷ cá sấu à. Lee Sin thì nó ám mình hoài ta.
xin nào, anh đi xin nào. Trời ơi, gần chết luôn kìa. Ám hoài ba. Em tông thằng Z kìa. Từ, ăn vào lâu quá. Thằng này chắc không chết. Lý Xin này nó cam mít luôn em ơi. À. Nó cam mít luôn rồi. Nó cứ ra mà. Nó cam mít hoài. Nó thiệt. Này chắc không chết đâu. Cầm chút đồ, cầm ý chỉ thành sấm. Cầm chút đồ đi thôi, cái xấu nó mới nhục. Nó xin nó cam đây luôn rồi. Em có bài không? Nó gần chết rồi kìa. Làm em bắn bên tì nè. Cam nó đi. Cầm cái gì cái động mày hù ai? Đam có không? Ôi, chơi trò đấy thì thua. Bà mỡ, smite đá. Né đi. Uầy, nó smite đá ghê. Thằng này smite đá ghê ấy, chuyện đùa. Nó ám mình toàn đúng lúc là rip để vô trụ không. Thằng Z farm 32 con nè. Z nó thọt lắm. Em ra gần cái là nấy rồi. À, nó xuống boss nó giết thằng AD rồi. Rồi, xuống boss giết AD thì anh xin cái trụ đầu tiên. Lấy cái trụ đầu tiên là được rồi. Lấy hết mana thôi. Thử gì nó đánh với anh. Dạ. Dạ không, có đi giật ủi không à? Soraka 2 phết. Em có bài không?
Ấy ấy tí nữa, tí là chết, hay lên một cái giáp chậu chậu anh à, lấy trụ được cái chắc rồi. Gì nó ulti, em đứng phía bên đấy đi, anh đứng sau em. Tay mới phát đạn. Bỏ lên. Nghĩ mày sống cái gò hóa này. Ờ sao à? Ấy da. Bà mẹ nó. Cái xấu đâu trong bụi đấy trời. Có tay luôn á. Né ulti đi. Cái xấu đâu trong bụi đấy vậy? What the fuck? Ủa cái trụ mó tóm nó không mất miếng máu. Buồn về lờ nè. Đâu ra cái xấu trong đó vậy? Đội cái xấu 5-1 mà team mình nắp bấy. Giết thế này nè. Giết cho nó. Em giết theo nó là giết đi. Sao mày chạy đi đâu? Ừ trời ơi, chuối 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 chuối. Để anh với. Em ra vội quá, để đấy. Để đấy anh ra luôn một lúc. Đâu có chết. À. Vội chi, không vừa không có axit con Soroka vừa chết luôn. À, em giết Soroka sao em lui được rồi. Đi nha. Weezy nó đang xanh mà. Bắn phát mồm nữa, nó cầm cuồng huyết nữa. Bà mơ con Soroka đó kìa. Ừ vậy đi. Má thiệt chứ. Đủ cái thể loại á, thằng Lee Sin thì auto cam mình mà sao mà lan nào cũng nát á. Bọn nó sẽ đánh đâu lại anh hồ. Bà quỷ Soroka nó mới ghê. Ôi team nó thằng nào cũng xanh hết. Đẩy lên. Đẩy thì chỉ đẩy sớm. Thôi nát. Thôi game này chắc thua quá. Đẹp thế. Ôi, nó còn phải lan nữa à.
cụ mày đi. Bà mẹ ơi nó mạnh. Ôi nó đàm, nó lên đàm. Mát đàm luôn. Thua rồi. Thằng nào mày cái xấu 91. Cầm chút đồ thú cái xấu được hay thiệt. Cách nào được hay vậy? Quỷ để tống như siêu nhân. Gì trời? Gì chị? Để xin ra đá bầm mặt bây giờ. Rồi xuống boss farm cái. Nó mắc vật lý em nên tăng đi. Em lên tăng này. Đục tăng vô không thôi là thua. Lại em khỏe không? Lý xin cho nè anh. Lý xin cho nè chắc bị chửi hả? Chửi chửi á, vui rồi. Thôi anh đẩy bóng luôn rồi. Cậy tôi nói đi. Vậy thôi chứ sao giờ. Má ơi cái xấu nó gần. Hoàn thành hai món bự rồi. Team này muốn win được phải lên. Dạ nó đẩy luôn lấy gì lên. Đó thằng tí xìu à. Nó xuống ăn thì phải. Nó xuống. Rồng kìa. Đi xin nó vừa chết rồi anh rồng đi. Rồi nó đang rét, anh đây. Anh rồng. Rồng mới kể cậu chúng nó. Rồi đi, lui lui, bỏ đi bỏ đi. Chạy bà chúng nó đi. Chạy luôn em, chạy luôn. Ôi chưa đó à. Nó chạy luôn đi, tông nó là chi nữa à. Vậy kiểu thấy tông nó gà cái. Tông nó không có giết được nó đâu. Lo mà cắm đầu chạy đi. Nó giờ đang Maron, giờ đang Maron là chịu. Thôi chịu bỏ rồi chứ sao giờ. Sao vô được. Vô sao kịp. Thôi chưa ăn xong nữa kìa. Vô đánh nhau luôn thì được.
Đó là dễ ra chơi anh. Chút đồ không ulti luôn kìa. Ôi cá sấu khỏe rồi. Chút đồ Alita hai thằng không ulti luôn kìa. Hai thằng không sao ulti luôn, VL. Cá sấu nó lát lên nó tên là nó giết anh trước. Con mày không gan được phải lắm. Gan bóp bị hay nó bóp. VL. Một tám một bốn cầm chun đồ bao ui trời quá là phát chun đồ lên giáp tâm linh. Ôi thôi thua rồi, bắn móng vuốt lên giáp tâm linh kìa. What the fuck, đánh lên Jin trước, đánh Jin đi, hết Soraka rồi. Đó, đẩy được rồi, đẩy được rồi. Ơi, cá sấu còn sống. Cá sấu còn sống, cậu nó, mình cá sấu làm gì? Soraka nó gà rồi. Ra kẻ nó. Đúng sợ. Con cá sấu hang ghê mày, một hit. Ôi, hơi nó giấy thần. Rồi, nó đu ngoài đây, chết queo luôn. Má ơi, nó mặt. Thua luôn, má trên đồ đi với cá sấu lên giáp tâm linh, tao nó có cái gì để nói. Nó cầm ý chí đừng sắm mới ghê á. Mà tìm mà lấy ấn tượng rồi. Lấy được nhưng mà thằng chút đồ lấy giáp tâm linh làm cái gì? tìm nó quá nhiều AB. Về rồi anh. Đó, đi. Hết rồi, giết kích cụ nó đi. Rồi, nó búp. Rồi, thôi chạy luôn em. Bỏ. Cho nó chín thằng đi. Ôi, anh đã đi farm rồi. Bỏ đi. Rồi, chín đồ không chết là được. Ừ, nó rồi. Mình đi xin thì sao giết em. Không đủ sai cắm mắt đâu. Con cá sấu chưa chết luôn nè. Quái vật quá anh. Nó thọ vậy. Tao quái vật à. Mà lấy game em bất tử mà con này. Thọ và lờ. Ôi ôi ôi. Không chết. Anh ra kịp rồi. Mấy cái đẹp. Anh có red bắn kích cụ nữa vậy. Cái thằng Z nó có me nó đu hoài. Hai ba thằng nó đu vô không sống được. Để lấy em đu ở đây đó. Em đu Soraka á. À. Lấy cái giáp gai xong đu vô Soraka cho AD nó bắn đi. Tìm băng chưa? Chưa, để lên này á. Tìm nó giờ đời phải lên thiên băng. Tim băng thì giảm tốc đánh nó đi. À em cũng mắc hồi chiều khỏi tim băng cũng được. Mà không, tại vì em lên đồ gần móng. Lấy thiên băng radium á. Không tim băng, lấy thiên băng á. Em đẩy luôn nhá.
Giết chết rồi. Ở đây nó không lên. Giết chết rồi, thằng cá sấu không bắt được anh đâu. Cá sấu đánh nó về solo với anh đấu lại. Nó lên anh rồi. Lên thì đi về. Bốn thằng nữa. Rồi. Đẩy thì bay tiếp. Giết ra đây chơi. Ê, đi đi. Để em về đem. À, anh đẩy đi. Solo thắng thằng Z là bay được. Ê, hình như có gì nữa anh. Cá sấu á. Cá sấu nó về rồi anh. Em qua nè. Má thằng lát này nó bắn cái chết luôn. Má con Soraka nó hồi máu dòng Z thôi, Z chết rồi đấy em. Thiêu đốt chết rồi đó. Bà mỡ. Lắp thể loại thiệt chứ. Giết hộ nha. Soraka mới ulti rồi, giết Soraka trước. Rồi. Đột ra, thằng này lướt không được cái thứ hai. Đi xin ra đâu vẫn chết. Ê, dạ, dạ mày lạnh quá anh. Giờ em bất tử rồi, cứ từ từ mà đánh. Đúng rồi. Thôi chạy đi. Giữ mạng Baron. Đi xin hết máu rồi, không dám vô nữa. Ơ, nó lì kìa. Tên mày lây, lây lên thằng Alita lên thêm cái tim băng nó bắt đầu vui rồi. Tim mình lây cũng thuộc dạng cho bò chứ bộ. Mày điên à, từ đầu nó nhìn tim của nó mắt, tim mày lây là đánh chắc. Tim nó lây cũng mạnh nữa, hai bên đều mắc vật lý, nó còn có Soraka. Mà nếu mà ở đây không giờ nhấp tinh thần thì còn win được. Bên mình có con bò nó lao không được. Không, ở đây nhấp tinh thần hay sao, kệ cụ nó không quan tâm. Đó là nhấp tinh thần, em giết nó không được. Em giết Soraka là xong rồi. Còn nó còn đết gì. Nó bắn em, quan trọng nó bắn em có chết hay là không. Em bất tử rồi. Đây nè, nó Baron nè. À, em cứu được. Hơn nó 2 level lắm. Đứng đây. Đứng lên rình. Ê, doan lẹ. Nó có mắt rồi anh. Có mắt, ừ. Rồi, bỏ mẹ rồi, ừ. Có bao đó, ừ, hay lắm. Ôi thôi rồi. Ừ, không sao. Vì tôi còn sống là tôi còn bắn được. Tôi còn bắn được. Tôi còn cò quay được cái. Em có cái W mạnh ở trong combat đó. Đúng vô. Vô ghé con Hegeri nó mạnh hơn người ta, vô trong combat nó có cái W nó quẩy. Anh đang hút máu, từ từ. Ê chết em rồi, thôi về. Em Baron được mà. Em Baron được. Thôi, tao bảo rồi. Em ra em hút máu đi. Có rét em đừng có đụng rip, Để cho rét hồi máu đi cho em Baron. Đó, nhiêu đó máu anh được rồi. Để xấu còn dám thần á. Nó không dám vô đâu. Rồi vậy em hơi thêm mà. Tăng cho xíu nè. Đã lướt lên được. Rồi lướt lên luôn. Trời, giết. Mày chết cụ mày đi con. Ê, sao bọn tì. Rồi, về. Ôi, cái đẹp. Ôi. Má xui với ông em Baron rồi. Xui quá. Xui vậy là. Cái Baron đi, nó ra nó đớp. Em lên tim băng hay giáp tinh thần là. Đâu, em lên gì rồi. Tim băng nè. Giáp gà đi. Máu nhiêu đó đủ rồi, giúp gai. Giúp gai cho nó khỏi bắn, tí đổi về ninja luôn. Em đổi về ninja đi. Xong đổi về ninja trời. Bên nó có slow đi, mỗi Soraka á. Ờ, mà không, cái này em lên mặt đỉnh rồi. Quên.
Em lấy ninja là ván này còn bất tử ác. Rồi chết cậu ra đến đi. Soka trước. Đánh Soka. Em không đánh Soka, đánh nó tới tết. Đam em lên tăng mà. Đó với Soka là mày tuổi gì? Trái. Quỷ tới. Quỷ nhiều quá. Hết ulti rồi, trái. Ê, hồi chưa. Rồi. Nó cứ đến rồi. Mà giờ nó đẩy sao, sao chống ta. Ủa sao team mình chết hết trơn rồi. Ôi, mặn vậy là thua rồi. Không biết sao team chết hết luôn rồi. Ôi sao team chết hết bốn rồi. Thua luôn. À thiệt. À không, còn trên đồ Alita. Trên đồ Alita ra cũng thua à, hang này làm cái gì. Cái sao nó clip vô đông quá. Rồi vậy thua. Là ở đây anh à. Mẹ con chín đồ bây giờ. Ờ à, hai đây đây thì được rồi. À, à win ngược luôn. Rồi ở đây nó bắn rồi. Bắn ở đây. Chín đồ. Thua rồi. Đồ à. Như cứt. Rồi em ra kịp, em ra kịp, em ra kịp, em ra kịp, em ra kịp. Tao muốn một cái chết à. Yeah! Holy shit kìa, oh win rồi. Ê, sẵn là win đó. Rồi, tôi đã sống mất tay le rồi. Ôi, cái đẹp. Rip. Chưa. Bảo kê nhà, bảo kê nhà có số đó cát kìa. Baron đi để thằng đép nhà được rồi. Mày bảo thằng chung đồ bắn ghép tâm linh đi. Thằng chung đồ mày nó, bây giờ nó còn chưa lên một món giáp nào luôn kìa, đéo tin được. Bao giờ anh? Má đồng đam đấy kìa. Chuyến đồ bây giờ nó còn... không, nó tay le rồi. Con chuyến đồ nó không, mẹ nó không lên một món giáp nào luôn kìa. Tới cái phút này rồi. Quá được phát cầm tăng mà lên đồ kiểu đó. Thua rồi. Má giờ nó ồi ở đập nhà sao rồi chống. Nó chi nhau liều chết nó vô đập nhà thua. Ở nhà, ở nhà. Giờ giết AD nó nè. Giờ nó gọi là nó liều mình nó vô đập nhà này lấy gì chống. Ở nhà chính hồi máu nhanh mà. Không sao, không sao. Ở trong nhà, ở trong nhà, ở trong nhà. Ở trên đồ đi ăn gồng à. Kệ đi, bỏ. Bỏ rồi đi. Ê, bỏ gồng đi anh. Nó bay vô đập nhà đó. Em thấy vết nó đi vô đây nè. Tí bỏ kiếm ma lên vô cực. Em về đi, về đi, về đi. Dạ, dạ, dạ. Về chết rồi, về chết rồi. Giờ chỉ còn cách combat luôn thôi anh ơi, 4-5 nè. Ok, giờ combat luôn à. Thích thì đánh thôi. Em chưa có tiền đâu. Không cần. Chỉ cần thằng nào giữ con cái xấu lại. Giữ, giết nó. Ê, Lee Sin nó vô đập nhà, từ từ, anh về. Chắc mày đập được. Má thiệt chứ, nhà lính hồi, nhà chính nửa cây. Không, nhà lính nửa cây rồi, tí nhà lính hồi là thắng à. Thằng quỷ chung đồ nó không bắn luôn kìa. Má nó cứ để giáp tâm linh nó tới ông nội. Nó tới ông nội nó hả trời. Giờ ôm mít luôn anh. Ôm mít chứ sao. Em có ulti rồi. Thằng kia làm gì nó có tre. Ừ. Rồi nha. Lấy con cá sấu, con cá sấu. Con cá sấu ở đây nè. Ê mà mình có Baron mà, mình đâu có sợ đâu. Nhưng mà nó, con đấy nó đam to, nó về nó bên nhà lẹ lắm. Sói gì á. Đấy, đấy, đây, đây, đây. Giết nó. Bọc đầu giết nó. Mày chạy đâu? Khiêng băng lên em. Để nhớ là chạy. Chắc chạy được mà. Chắc chạy họ. Nhanh lên, sao hết Baron rồi, hết Baron. Thằng Z đang qua bên lén.
Dế dế nó không đẩy được đâu, có em. Không, nó đẩy không kịp đâu. Để em đứng có gì vậy? Rồi rồi, nó không đẩy rồi. Rồi, win rồi. Rồi, thằng AD nó chết luôn rồi. Nó làm gì? Giết hồ. AD nó ăn bánh free kìa. Rồi, chết cậu mày. Win nha. Trời ơi. Ít cái vui lắm rồi. Vãi đái, trận đấu đánh thiệt, đánh như chung kết thế giới vậy đó. Team 3 thằng Go vẫn win được. Vãi thằng Chun Đồ. Đáp tin được là tới cái phút không xanh cỡ nào. Nhiều khi xin giao nó chấp đồ. Giao nó cần một cái một giày ninja thôi. Một giày ninja một khoảng một món tăng thôi. Một cái giày ninja một món tăng là rồi đó. Ở trong mày làm vài ván xin giao thôi, lâu không thấy cầm xin giao áp đi chọn. Nó chỉ cần một cái giày ninja một món tăng cái tam hợp thì nó thông bay Z lên, Z cỡ nào nó cũng thông. Nó đi rừng nó có smite đỏ thì thôi quỳ. Minions have spawned. Rai nè, solo mới gọi là chầm nè. Chầm cuồng huyết cho solo chầm luôn. Đánh càng lâu càng trâu. Nạp đạn đi ba. Ơ không thấy đâu mà cũng bắn được nè. Mấy ông còn nhớ cái thời mà Ray của tôi không? Thời Ray cuồng huyết kênh 4 kênh 5 luôn. Vô combat mà vô combat chỉ cần 4 tắt thôi là rồi đó. Bất tử. Bất tử thành công hộ thể. Thề, mình chơi mình ghét nhất là con Bobby. À, từ xưa giờ tôi ghét. Chúa ghét con Bobby. Ý chuột.
Thôi lát đi. Ôi đây. Để xa vậy. What the fuck? Ở đây nó đứng bên đây, nó đẩy ở đây mà đẩy tới đây luôn nè. Xa vờ lờ. Ảo vờ lờ. Xa vậy. Rồi chết chuột rồi. Cho rồi. Ôi ván này nhẹ nhàng. Ván này nhẹ nhàng quá. Không phí trong xanh thì nhẹ nhàng. Ảo vờ lờ luôn. Xa thịt chứ. Không ngờ luôn đấy. Tôi đâu có nghĩ đâu, tôi đi lên sát góc trên rồi đó. Tôi không nghĩ là nó tới đâu. Ôi, ông fit cần team mà. Tôi không nghĩ là nó tên tới luôn. Nó tin được. Ý chuột kìa. Con chuột nhắt này mày đi vô đây mà chết đi anh. Mày chết đi với sống gì nữa. Nết quay à. Ôi. Bấm. Đúng là máy bị cái gì rồi. Cảm giác chơi lag và lờ. Máy bị gì rồi mấy ông ơi. Ờ có chuột rồi. Chuột xuống đây. Lâu lâu FPS của mày tụt xuống còn có 31 là sao ta? Thích biết. Nó rủ revenge vô hoài ta. Ủa mày xin ra đi. Này nó cho nó kéo hội kia qua. Con cờ này nó cho nó kéo hội kìa. Thì cái động luôn vác để kiếm nó. Tôi sẽ đi kiếm nó, tôi thông nó. Tôi phải kiếm con chuột tôi thông nó. Lúc nào nó rủ đi ven đi vô chơi mình hết á. Chó thiệt. Ờ gì mới thấy có mồi nha. Ôi. Giày cho nó chát. Mẹ con chuột này. Lúc nào nó rủ. Lúc nào nó rủ họ nó kiếm mình. Nó rình mình. Mày rình nó qua rình blue tôi rình mày. Rồi chết cụ mày đi. Này thì rình này. Quá thiệt. Lúc nào cũng có hội hết.
Ôi thôi ván này khỏi đánh đi, trong phía ông giết hết đi. 7-0 bả chứ gì. Yeah. Nữa hả? Ôi sao thằng này suốt ngày rình rập đại ca vậy? Lên đi. What are you playing at? Mà đi động kéo hội được. Bét kéo hội. Your team has destroyed a turret. Trời ơi, phít mụn xanh. Bọn nó mất thời gian mà nó vô hai ba thằng mà nó vô nó giết mình thì nó cũng thọt rip ngoài. Thua level chứ giờ giết người có được nhiều level đâu. Mấy ông nghĩ nó kéo vô nó giết tôi là nó xanh à? Nó thọt bỏ sừ nó luôn chứ xanh gì. Cầm chuột là phải đi ganh cho team của mẹ, không đi ganh được là phế, thế thôi. Đây mình bật đèn lên cái. Rồi, đi săn chuột, đi săn chuột. Cái thằng chuột này lúc nào nó cũng kéo hội không săn thằng đó. Bước vô rừng cái là thấy hai ba thằng chui vô. Nào mấy cái mắt ở đây chuột hả? Chuối nặng. Chuối. Chuột. Ê, con rồng gió nó có cái đặc tính là nó càng thấp máu nó bắn mình càng yếu kìa.
combo á, cái combo R đấy, mấy ông bắn thường một cái là các bạn R, các bạn E lên là nó đâu có bị lùi. Đây nè, dễ lắm. Để làm cho xem. Này thì hello. Cha đây phỏng vấn. Anh thấy em lên một khu mà biết là học anh đó. It's me kìa. Không có đẹp. À. Anh cái ulti con kia chết luôn, chết queo luôn. Rainbow lặng thầm. Lặng thầm mình anh. On bot nào. Thiệt luôn, cái team mình sao nó quá cầm rây không biết đi đâu luôn. Team thật thọt đi, hay ngang ngang găng nó xuống. Kiểu như mình vô cho đủ 5 người hả? Không phải. Muốn giết người không được, tại nó cứ đi 3-4 thằng không à. Team mà kiểu ngang 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 nhau á, đi kiếm mạng nó dễ. Mà team nó mà thọt rồi là cầm rây chả biết làm gì luôn. Gì đó. Đâu? Mày đi chứ đứng cái mà hello. Không bắt được cái này ta. Thôi té. Đó, bắn đứt kìa. Bụp bụp. Mà bắn nhanh quá. Mình còn E thì mình giết nó rồi. Còn E hay còn Q thì mình giết nó rồi. Hết chiêu mục tiêu luôn. Chột dẫn đến cơ hội nó bắn. Ê
Thôi, về nhà. Cảm giác là cuồng cung với vô cực của bắn đầu một con đầu cuồng cung vô cực thì nó cũng dậy à. Cái thằng bét bên ngay ở bên server nước ngoài nó bắn vậy, nó cũng dậy đâu hơn gì đâu. Không, chỗ này mạnh hơn kiểu vô danh anh. Không, ý là cái đam của cùng cung thì mình lên ma vũ nó cũng vậy. Nó đi lên ban đầu nó mạnh hơn lên cái Không phải, đi lên nó trụ lam dễ với lại nó farm dễ hơn, nó phải đẩy lên nhanh. Chủ yếu là cái farm á. Farm dễ hơn, đẩy lên nhanh. Lúc đánh nhau nó cũng vậy à. Quý nào? Mà lúc đánh nhau thì ma vũ lại hơn. Đánh nhau solo á thì ma vũ mạnh. Tiêu thiệt chứ, nó lát mà đổi, cứ mỗi lần đổi màn hình mà đổi lâu quá. Minions has spawned. Cười cái quần què à, nghe cái giọng cười là thấy muốn giết rồi. Cười đem khi em thấy niềm vui, giờ mai khi em hết vui thì hãy nhớ đến tôi. Cười đi. Hè dính rồi nha. Thì để làm dính thì bị trời ơi, phi hai cái hay hụt hết hai cái luôn kìa, đứt tin được. Nó treo tôi à? Treo ai vậy? Khùng, đam ra giết tôi. Nali không lát nha. Sao vẫn chết đây rồi. No technique is forbidden.
enemy has been slain. Ngồi nói làm nhảm thấy ghét. Ghét là chết đây. Đổ hả? Đi hoài vậy nó đi. Này thì ngồi nói làm nhảm. Hết rồi, hết dám ngồi xăm xàm rồi. Này thì ngồi nó làm nhảm. Event không lát. Cái gì mà đông dữ vậy trời. Đông vừa lờ. Ha, swap lan à. Swap lan đi lên đây anh Hành này. Do not fear the shrouded path. Ghét từ mắt W nè. Ấy sao heal không được à? Rồi thì chứ phải đầu tư cái bàn phím mới rồi. Ghép mát W để đam to xỉa nè. Bà mở nó. Ah,
Nghe như có ai gọi mình ở ngoài. Chắc đi tiếp đi. Boss nó cũng ghê nhỉ. Ây da, ủa nó cắn chết luôn ấy. Ê thủy kiếm, sai rồi, nó cần thủy kiếm, sai. Nó cũng xanh phết chứ nó có yếu. Sai rồi. Đây là sai rồi. Mình tưởng nó cắn không được, nó không đủ đam, cắn chết mình. Sai quá sai rồi. Ủa em đi top hả hay gì vậy? Em đi ở đây nè, chứ tên nào? Chắc phải lên top đi quá. Để em Vega nó farm quá. Ôi gấp chết rồi. An enemy.
Múa máy. Dí hộ. Mà nó còn dậy nó cho mình về. Lì thiệt. Đấy, chứ thằng Edberger mới là sao đó. Hỏi ai bây giờ? Đấy, nó xuống bóp bi trụ không bi. Đi ra mất trời. Buông chuột. Thanh đi về buông chuột. đấm bành xác. Vãi thằng Blitz. Vãi thằng niên Blitz. Đỡ cái này. Đỡ hai con ti đỡ cái này sao đỡ được cái kia. Đã hộ. Đánh thường thôi, cần đất gì làm gì. Mỗi máy chỉ cho nó khổ. Mới nhầm rồi, xém nó mới nhầm. Mình mắc W đam mới to ấy. Chém thường rồi đủ chết rồi.
2 3 phi. Rồi, hai con. Ý, con Revan ý, nó cầm tí nó quạt đó. Ôi nhau, cay.